Đông người như vậy con dơi cũng chết đó. Bị người ta đuổi gì vậy? Người Hán của mình còn đâu mặt mũi. Đừng nói nhiều nữa. Bây giờ ra giết mấy người Hán cho hả giận cái đã. Đi đại ca. Thiệt là không biết chết. Ngươi vừa mới bị người Hán chúng tôi dạy đời xong còn chưa hả giận hả? Có bộ hôm nay phải để tao ra tay. Trước đi nhuệ khí của người Mãn các người. Thật ra ngươi là ai? Kẻ thích thiên hành đạo, không cần biết tên họ. Từ nay chỗ nào của người Hán thì đánh chó Mãn Thành các người được tới số 7. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Sư phụ. Ây da, Hỷ à, sao mà khuya quá vậy chứ hả? Ta thiệt là lo cho ngươi bị gì rồi. Ờ, không gì. Ta thấy bên ngoài ánh trăng đẹp quá đi, ra ngoài thả bộ thôi. Sư phụ, cần cổ ngươi bị gì đây? Ây à, bị ba người Mãn Châu đó cứ bám sát gây chuyện à. Bị quơ trúng nhẹ thôi. Ta lấy thuốc kim thương cho ông. Nè nè, không có cần. Ây à, chỉ bị thương ngoài da thôi mà. Ờ, à, bây giờ khuya rồi, ta đã lấy nước cho người tắm đó. Tắm rửa xong rồi hãy ngủ đi, dưỡng sức cho khỏe khoắn, ngày mai ra đấu. Hỷ à, khoan đi đã. Uống xong cái chén bí phương gia truyền này, uống xong rồi tối nay sẽ được ngủ ngon nè. Dì hà, vậy mà dì cũng nghĩ ra được. Ây dò, xém chút nữa đã quên rồi đó. Nè, của ngươi nè. Nè, đừng có nói ta thiệt binh ra mặt. Ta biết ngày mai ngươi mua không có kịp đâu. Cây tâm này rất thích hợp cho con Tuyết đó. Cảm ơn sư phụ. Còn kêu sư phụ nữa, mai mốt thì đổi xưng hô, gọi là anh hai đó. Ê, nếu như thích người ta thì phải thừa thắng xông lên đi chứ. Hỷ à, ngươi đã về tới hả? Được rồi, ngủ sớm đi. À, ngủ ngon. Nè, sao khuya vậy vẫn còn chưa ngủ? Đại ca với dì Hà nói là cho dù ngươi về khuya cách nào cũng phải đích tay trao bộ đồ này cho ngươi. Thì đẹp quá. Cảm ơn. Khờ quá. Người ra đấu cho nhà họ Đàm chúng tôi phải cảm ơn người đúng hơn. Nè, ngày mai người mặc bộ đồ này thiệt như là có ta bên cạnh người để ủng hộ người vậy đó. Nè Tuyết à. Chuyện gì? Không gì. Cảm ơn cô. Đi ngủ sớm đi. Người cũng ngủ sớm nha, ta không quấy rầy người nữa. Thân phận thật sự của ngươi là người Mãn Châu. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu lỡ có chuyện gì lớn xảy ra, cho nên ngày mai ngươi quyết không thể xuất chiêu. Thỉnh hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hôm
Hôm nay hai vị tuyển thủ đều tràn trề lòng tin, tin là sẽ một trận long tranh hổ đấu. Nhưng mà lần này thi đấu chỉ là nghiên cứu về võ thuật thôi, cho nên phân hơn kém xong lập tức ngưng ngay. Hôm nay chúng ta Mã Hán tụ họp ở đây dùng võ kết giao. Ngoài việc có thể tuyển chọn nhân tài khang phù xã tắc, và cũng hy vọng là có thể dập tắt phân tranh Mãn Hán đã tích lũy bấy lâu để khiến hòa thuận hòa nhã. Đại hội thi đấu quyền cước chính thức bắt đầu. Khoan đã, Ngạo Phi, xảy ra chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, đại hội thi đấu quyền cước vốn là đọ sức võ thuật giữa người Mãn và người Hán. Thử hỏi, nếu như cả hai đều không phải là người Hán, như vậy có phải là một màn kịch vui hay không? Ngạo Phi, chuyện mà ngươi nói là chuyện gì vậy hả? Bẩm hoàng thượng, đêm hôm qua Di Thần phát hiện một bí mật lớn. Và bí mật này, đó là thân phận thật sự của La Hỷ, là người đang đứng trước mặt của thần. Hắn không phải là người Hán. Không phải người Hán, hắn là người Mãn, là con chó của Thác La Hy Nhĩ, là đại thần của triều trước đó. Tên thật của La Hỷ là Thác La Hỷ. Hoàng thượng, đây vốn là mưu mà người Hán đã bị ra. Họ bất mãn năm xưa Thác La Hy Nhĩ đàn áp dân Hán, cho nên đã bày mưu giấu giếm thân phận của La Hỷ để hắn thi đấu. Họ muốn người Mãn tàn sát lẫn nhau để được thu lợi ngư ông. Hoàng thượng, Ngạo Phi vốn là bị chuyện hù người, xin hoàng thượng không nên tin hắn. Trường Trung Đường, chuyện đã tới nước này rồi, mình triết bảo thần chưa phải muộn màng đâu. Ngạo Phi, lời nói của người có bằng chứng cụ thể gì hay không? Bấm hoàng thượng, Di Thần đương nhiên có. Người đâu? Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, đáng lẽ Di Thần mời được ba vị cao thủ của tộc Thác La tới làm chứng, nhưng đáng tiếc thân phận của họ đã bị bại lộ, và ba người họ đã bị người Hán tập kích. Họ cũng muốn giết người để bịt miệng, để bí mật này không ai biết tới. Bẩm hoàng thượng, người Hán phách lối khoa trường, đã thương ba người chúng tôi, xin hoàng thượng minh giám. Ngạo Phi, người cứ khăng khăng nói La Hỷ là người tộc Thác La của Mãn Châu, có chứng cứ gì không? Hoàng thượng, chứng cứ là trên người của ba người này. Bởi vì họ là người của tộc Thác La và được truyền lại đời đời, cho nên cũng ký dấu hiệu trên lòng ngực. Nếu La Hỷ là người của tộc Thác La thì hắn cũng có. Nếu các người không tin thì kêu hắn cởi áo ra coi đi. Ngạo Phi, ngươi đừng vu oan người ta nha. Sự thật hắn là hùng biện. Nếu La Hỷ là người Hán thì phải can đảm kéo áo xuống chứ. Khi nam định của tộc Thác La, khi lọt vào mẹ sẽ được khắc lên. Ký hiệu của La Hỷ đã chứng minh tất cả mọi việc. La Hỷ, bây giờ trước mặt hoàng thượng, tốt nhất là ngươi nên nói thật đi. Ngươi là người Mãn hay là người Hán? Nếu dám nói láo trước mặt hoàng thượng, tội phạm khi quân sẽ bị chém đầu đó. Ta là tộc Thác La. Ồ, vậy hả? Vậy hả? Hèn chi, hèn chi. Hèn chi. Hoàng thượng, bây giờ đã chứng thật La Hỷ là người Mãn Châu, cho nên trận đấu này phải chấm dứt, để tránh việc người mình đánh với người mình, khiến thiên hạ chê cười. Nếu là như vậy thì trẫm tuyên bố do người Hán chọn ra đại biểu khác, chọn ngài thi đấu lại. Dạ. Còn nữa, truyền La Hỷ nhập cung, trẫm phải điều tra rõ chuyện này